Xin chào anh em, thì trước mặt mình đây đang là chiếc Nikon ZFC. Đây là một chiếc máy mirrorless thuộc dòng Nikon Z series. Anh em có thể thấy là nó có một cái ngoại hình mang thiết kế hoài cổ rất là đẹp. Ok, thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là chiếc máy này nó có cái gì hay nha. Ok, cùng vào đi đó thôi. Thiết kế của Nikon ZFC được dựa trên một cái chiếc máy ảnh phim có tên là Nikon FM2. Đó là một chiếc máy rất là đẹp. Nikon đã cố gắng giữ lại được rất nhiều cái chi tiết ở trên cái chiếc máy và làm cho chúng ta có một cái ngoại hình rất là hoài cổ, đối với mình rất là đẹp. Hãy cùng tìm hiểu một chút xíu phần phía trên ha. Khi mà nhìn vào phần phía trên của máy, chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất là cái phần kính ngắm IPS ở đây. Nó sẽ có giả da hai bên và cái phần gù phía trước này có một cái logo Nikon với cái phông chữ rất là cổ điển. Đó, và được khắc chìm ở phía bên dưới. Ở phía kế bên là chữ ZFC. Đó, cái phông chữ thì rất là hoài cổ rồi. Tiếp theo là ba cái vòng xoay thông số. Mình thấy nó rất là nổi bật với lại cái nắp màu đen cùng với những cái vòng tròn đồng tâm đều rất là giống như là trên cái chiếc máy FM2 ngày xưa. Ở phía bên dưới những cái vòng xoay này nó sẽ có những cái cần gạt để điều chỉnh những cái chế độ khác nhau. Ở phía bên trái đây sẽ là cần chụp và quay. Còn phía bên phải này sẽ là những cái chế độ chụp. Đó, MASB nè. Nhưng mà có một cái thiết kế mình nghĩ là hơi bị lỗi, đó là ngay cái phần chế độ S nó sẽ có hai cái lỗ để cho cổng micro. Có một cái chi tiết thú vị nữa ở phía trên, đó là cái màn hình LCD nhỏ xíu ở đây. Nó sẽ thể hiện cái thông số khẩu độ. Đây là một cái chi tiết khéo léo của nhà Nikon. Họ cố gắng giữ cái màn hình này từ cái chiếc FM2. Ở trên FM2 thì cái màn hình này là cái màn hình thể hiện cái số lượng tấm ảnh mà anh em đã chụp. Tại vì hồi xưa là máy ảnh phim nên em phải đếm được là bao nhiêu tấm nó có hết phim hay chưa. Đó là một chi tiết rất là khéo léo. Ở phía trước đây sẽ là một cái cò chụp. Cái cò chụp này nó có cái cấu trúc là hình nón cụt và mình thấy nó dường như là giả kim loại chứ không phải là kim loại. Đó, ở phía dưới là cái cò bật tắt nguồn và cái bên là cái nút record để quay video. Đó, ở phía trên nó như vậy thôi. Và phía trước chỉ có đơn giản hai cái phím bấm mà thôi. Một cái là có cái phần giả da phía bên trên, một cái là giả kim loại nhìn rất là bóng. Đó, và cái vòng xoay phía đây. Rồi, ở phía trước cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà có một cái điều muốn nói là cái ngàm Z. Do phải sử dụng chung cái ngàm Z với lại full frame để không phải sản sinh ra một hệ thống lens khác, cho nên là mình thấy cái ngàm này khá to so với lại cái máy này. Nếu mà gắn những cái lens to hơn một chút xíu thì mình nghĩ là cái body và cái lens nó bị mất cân đối. Nhưng bù lại thì anh em sẽ có được một cái hệ thống lens cho dòng Z riêng. Nó sẽ có những cái yếu tố hoài cổ hơn và đẹp hơn. Nói chung nó sẽ có thể bù trừ cho nhau được. Đi xuống phía dưới một chút xíu, chúng ta sẽ có một con ốc gắn chân máy. Rồi, ở đây là cái nắp pin. Ở trong chúng ta sẽ có pin và thẻ nhớ chung một khu vực luôn. Thì đây là cái viên pin NL25. Nó có cái dung lượng là 1120mAh. Đây là một cái chuẩn pin khác so với là cái dòng Z full frame. Anh em sẽ không thấy nó trên Z6, Z7 hay là Z62 những đời tiếp theo. Rồi, để nói về thẻ nhớ thì chúng ta sẽ có khe thẻ chuẩn SD, bao gồm rất là nhiều cái chuẩn tốc độ cao khác nên có thể gắn được rất là nhiều loại thẻ vào đây. Ở phía bên phải chúng ta sẽ không có cứ một cái khe hay một cái chuẩn gì hết, chỉ có cái logo wifi ở đây chứng tỏ là cái máy này nó có wifi và bluetooth đầy đủ nha. Và bên phía đối diện chúng ta sẽ có khu vực dành cho những cái cổng kết nối. Đầu tiên là cổng micro HDMI và cổng UVC. Cái cổng UVC này anh em có thể vừa truyền dữ liệu vừa sạc, thậm chí là vừa xài vừa sạc được trên cái cổng này luôn. Đó, phía dưới là cổng microphone. Anh em sẽ không có cái cổng monitor âm thanh ở trên con ZFC này. Đó là một cái điểm trừ dành cho anh em quay phim sẽ khó mà kiểm soát được cái chất lượng âm thanh. Ở mặt phía sau chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD cảm ứng với khả năng xoay và lật 360 độ. Đó, nó có thể xoay ra phía trước để anh em có thể quay selfie như thế này. Đối với mình thì cái thiết kế lật ra phía trước như thế này rất là thuận tiện với là những anh em có thể tự quay, tự làm video một mình. Bên cạnh cái phần màn hình, chúng ta sẽ có một vài cái nút để điều chỉnh cũng như là điều khiển máy ảnh rất là cơ bản. Và phía trên màn hình chúng ta sẽ có những cái nút mang đậm dấu ấn của cái dòng FM2 để mà nói lên cái ngôn ngữ thiết kế của máy này. Thì vừa rồi là cái tổng quan về thiết kế của chiếc máy này. Tiếp theo là về cấu hình và chất lượng ảnh. Với cái mức giá là 960 đô cho chiếc máy này thì mình cũng không quá đòi hỏi gì về cái cấu hình của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cảm biến APS-C crop
với độ phân giải là 20.9 megapixel, cũng như là được trang bị cái chip xử lý aspect 6 và cho cái khả năng chụp liên tục lên tới 11 khung hình trên giây. Nói về khả năng quay phim thì cái chiếc máy này có thể quay được 4K 30 frame. Về khả năng lấy nét thì ZFC có 200 điểm lấy nét hybrid, chiếm 87% khung hình theo chiều ngang và 85% khung hình theo chiều dọc. Theo như Nikon cho biết thì ZFC có cho cả cảm giác về khả năng lấy nét rất là chính xác cũng như là rất là mượt trong quay phim. Các chức năng nhận diện khuôn mặt, mắt, người và động vật đều có mặt trên cái chiếc ZFC này, trên cả cái chế độ chụp hình lẫn quay phim. Về cái khả năng lấy nét thì qua cái trải nghiệm nhanh của mình thì nó khá là nhanh và chính xác. Ở trên quay phim thì rất là mượt. Mình có thử cái chế độ bắt nét vào khuôn mặt cũng như là mắt người, nó cực kỳ là hiệu quả. Thậm chí là có những cái shot mình mặt mình quay đi, sau đó mình quay ngược trở lại thì nó vẫn nhận ra con mắt của mình và cái tốc độ cực kỳ là nhanh. Một cái điểm cộng nữa là chiếc ZFC này nó có khả năng làm một chiếc webcam trực tiếp luôn. Anh em có thể sử dụng nó như là một chiếc webcam bình thường cho công việc liên quan đến video call cũng như là livestream. Về cái trải nghiệm sử dụng thì cái mindset của mình khi cầm cái chiếc ZFC này là một cái người mới chưa biết gì về nhiếp ảnh thì mình có thể làm quen với nó rất là nhanh. Với những cái vòng xoay này mình có thể quan sát được những cái thông số rất là tiện. Mình có một chút tự tin hơn khi cầm một cái chiếc máy nhỏ và cái ngoại hình cổ điển đẹp như thế này. Nó sẽ không có những cái quan niệm về một chiếc máy nhỏ, ít chức năng, crop và chất lượng hình ảnh không cao. ZFC nó có một cái khả năng kết nối và xem ảnh trực tiếp trên điện thoại trong khi cái màn ảnh của bạn đang tắt. Đó là một cái chức năng không mới nhưng mà mình nghĩ nó lại phù hợp nhất đối với lại cái chiếc ZFC này. Những cái người mà sử dụng và mua những cái chiếc máy như Z5, Z6, Z7 thì họ đa phần là mua vì cái tính chất công việc. Còn đối với ZFC thì nó lại khác. Những cái người sử dụng nó là những người chụp ảnh kỷ niệm vui vẻ, những cái khoảnh khắc, những cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên cái việc mà tắt máy xong để vào trong ba lô và anh em có thể ngồi cầm điện thoại xem, nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nó cho mình cái cảm giác là những cái hình ảnh đó đang nằm ở trong cái điện thoại của mình vậy. Rất là tiện lợi. Còn một điểm cộng nữa về trải nghiệm sử dụng đó chính là cái chiếc ZFC này, khi mình đeo nó lên người, nó như là một cái món phụ kiện rất là đẹp. Khi anh em đi chung với lại một nhóm bạn chụp hình lẫn nhau thì việc mình cầm một cái chiếc máy ảnh đẹp như thế này nó cũng là một cái gì đó làm cho cái bức hình của mình đẹp hơn. Mình chắc chắn rằng không ít anh em ở đây đã từng mua một cái chiếc máy ảnh phim về để làm phụ kiện và đặt trong cái set quay của anh em. Rồi tiếp theo là phần phụ kiện đi theo trong hộp. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế hộp mới. Anh em có thể thấy là một cái màu xám xám, không còn là một cái màu vàng đặc trưng của Nikon nữa. Mình cảm giác nó giống như một cái hộp giày vậy. Nó có những cái chi tiết màu bạc rất là đẹp. Đây là phiên bản đi cùng với lại lens kit 28 f/2.8. Đó, cái lens nó đang nằm ở đây. Rồi mình sẽ bỏ cái hộp qua một bên nha. Thì trong hộp chúng ta sẽ có những cái sách hướng dẫn đầu tiên. Ok, anh em nên đọc những sách hướng dẫn đó. Và một cái dây đeo máy ảnh mình đang gắn ở đây. Đó, có chữ Nikon Z. Rồi, chúng ta sẽ có cáp trước, cáp sau dành cho body và lens. Rồi, và một cái đốc sạc. Mình rất là vui khi mà Nikon vẫn giữ lại cái đốc sạc này cho những cái chiếc máy ảnh của họ. Tại vì sao? Rất là nhiều hãng máy ảnh đang học theo những cái hãng điện thoại và bỏ đi những cái chiếc đốc sạc này. Nhưng mình hoàn toàn không đồng ý với chuyện đó, tại vì cái nhu cầu và cái cách sử dụng pin ở trên máy ảnh nó khác hoàn toàn so với lại điện thoại. Cho nên là việc loại bỏ những cái chiếc đốc sạc này nó sẽ làm cho trải nghiệm của người dùng nó trở nên xấu đi, chứ không hề mang tính chất bảo vệ môi trường như mà như là họ đã công bố. Mình sẽ nói về cái lens một chút xíu. Thì đây là cái tiêu cự 28 f/1.8. Nó là một cái lens mới ra mắt cùng với lại cái chiếc máy ZFC này. Anh em có thể thấy là nó có rất nhiều cái chi tiết hoài cổ giống với những cái lens hồi xưa và một cái vòng kim loại ở đây. Mình sử dụng theo cái cách là mình lấy nét bằng tay thì một phần của ngón tay mình sẽ đặt trên cái vòng kim loại này và cái cảm giác khi mà mình rê đi nó sẽ chính xác hơn. Cái vòng cao su này quá là đặc trưng rồi, anh em có thể thấy nó trên rất nhiều cái lens MF mà cho máy phim hồi xưa. Cái tiêu cự này tương đối là thoải mái, không quá rộng mà cũng không quá là hẹp. Mình có thể sử dụng để chụp rất là nhiều trường hợp khác nhau, chụp vui vẻ hàng ngày, chụp gia đình, bạn bè trên công ty. Mình cũng có đặt rất là nhiều ảnh từ cái lens và chiếc ZFC này ở trong bài viết, em có thể tham khảo thêm.
Rồi, hãy cùng bỏ tất cả những phụ kiện này qua một bên. Mình sẽ đi vào cái phần nhược điểm của cái chiếc ZFC này. Đầu tiên là có một cái lưu ý, Nikon họ nói rằng họ có làm riêng cho cái chiếc ZFC này 6 cái bộ lọc màu mới. Nhưng mình có trải nghiệm qua và mình thấy là nó không đẹp. Có thể là anh em có thể tùy chỉnh sâu hơn. Hoặc là những cái anh em mà mang thiên hướng thích ảnh phim một cách nhiều và màu sắc nó chuyển hẳn qua một cái loại phim nào đó thì có thể là anh em sẽ thích, nhưng đối với mình thì nó không mang nhiều cảm xúc. Ở tiếp theo là cái phần bán tay cầm. Anh em có thể thấy là trên ZFC cái phần bán tay cầm ở phía trước cả phía sau, cái khu vực này nó trơn nhẵn và nó không có một cái chỗ nào để tì để mà bám vào khi anh em cầm. Nếu mà anh em sử dụng bằng một tay như mình đang cầm ở đây, anh em sẽ phải dùng rất nhiều lực để mà bám nó lại nó để mà chắc. Đây là cái chiếc máy đầu tiên sau rất nhiều năm qua mình vừa cầm lên tay là mình phải gắn cái dây đeo máy ảnh vào liền, thì mình rất sợ nó bị trơn, nó tuột khỏi tay của mình. Mình có không có cái thói quen mà gắn dây máy ảnh như thế này. Mình muốn một chiếc máy ảnh nó nhìn trơn tru, gọn gàng, nó rất là đẹp khi mà đặt lên bàn. Nhưng mà đối với chiếc này mình phải gắn vào, sợ nó rất là trơn. Cái chiếc ZFC này nó có cái trọng lượng là 390g. Thật sự là rất là nhẹ. Đây là một cái ưu điểm mà mình phải nói mình cũng rất là thích. Nhưng để đạt được cái trọng lượng đó thì chiếc ZFC này không có một cái yếu tố kim loại nào mà mình thấy được. Chỉ là phần thân vỏ là hoàn toàn bằng nhựa. Một chiếc máy mang phong cách cổ điển, hoài cổ, rất là đẹp, nhưng lại không có một cái yếu tố kim loại nào hết. Khi mà mình sờ vào, mình cảm giác được là mình đang sờ vào một cái bề mặt nhựa. Một cái điểm mà làm mình khó mà chấp nhận được. Ở đây chúng ta sẽ có những cái chi tiết được sơn rất là bóng bẩy, nhìn rất là thích. Nhưng mà khi chạm vào, nó sẽ mang cho mình một cảm giác là sau này nó sẽ có thể bị tróc sơn ra và nó sẽ trở nên nham nhở. Hoặc là cái phần màu xám bạc này, nó có thể bị tróc ra và có một số cái vết trầy màu đen. Đó là một cái điều mình lo sợ và cái trải nghiệm của mình không được tốt nữa. Một cái điểm nữa là về chất lượng hình ảnh. Mình có trải nghiệm nhanh với chiếc lens 28 f2.8 này cùng với cái body ZFC. Thì có thể là do cái khẩu độ f2.8 nó khá là thấp, cho nên mình phải tăng nhiều cái ISO lên và dẫn tới hiện tượng là mình thường xuyên có một tấm ảnh noise. Cái chiếc lens này nó cũng cho mình một cái trải nghiệm không tốt lắm. Mình có thấy rất nhiều viền xanh, viền tím ở trên hình. Mình có để một vài cái ảnh mẫu ở trong bài viết, anh em có thể tham khảo. Mình đã thử nó với lại một cái lens full frame dòng Z, là cái chiếc 50F1.8. Đó. Thì đối với những cái lens cao cấp như thế này thì ZFC nó cho ra những cái ảnh rất là tuyệt vời. Mình có khẩu độ F1.8 để ISO thấp và cái chất lượng quang học tốt hơn, làm cho mình có những cái tấm ảnh tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ xảy ra được hai cái trường hợp. Đầu tiên là anh em phải hy sinh một chút xíu về ngoại hình để mà đạt được cái chất lượng tốt hơn. Một chiếc lens khá là to, nhìn rất là chênh lệch, rất là thô kệch, mình không thích ngoại hình này. Và một cái trường hợp nữa là anh em sẽ sử dụng những cái lens dành cho ZFC để mà có cái ngoại hình đẹp hơn, retro, rất là cổ điển. Nhưng mà cái chất lượng hình ảnh lại không như mong muốn của mình. Đó, thì cái này anh em sẽ phải đánh đổi một chút xíu. Cuối cùng là một cái đặc điểm khác về khía cạnh quay phim. Chiếc ZFC này nó sẽ không có chống rung cảm biến. Mặc dù họ đã có trang bị cái khả năng chống rung điện tử, nhưng mà đối với mình thì phần nào nó sẽ giảm đi cái chất lượng video, cũng như là không mang lại cái cảm giác tin tưởng giống như là tính năng chống rung cảm biến trên Z6 hay là Z7. Điều này cũng mang lại những cái trải nghiệm quay phim khi mình cầm tay không thực sự là tốt lắm. Thì mình nghĩ là với khung giá 1.000 USD, Nikon nên trang bị cái tính năng này, tại vì người dùng họ sử dụng những cái chiếc máy như thế này để tự quay vlog, tự quay những cái video vui vẻ cho họ cũng khá là nhiều. Nikon ZFC, đây là một cái chiếc máy ảnh đẹp với một cái phong cách thiết kế hoài cổ, nhưng và thừa hưởng được những cái yếu tố công nghệ rất là nổi bật của dòng Nikon Z series. Đây sẽ có thể là một cái chiếc máy rất là phù hợp cho những anh em mới bắt đầu, chưa biết gì về máy ảnh, có thể làm quen với nó rất là nhanh. Với mức giá là $960 và 23,5 triệu cho thị trường Việt Nam, thì anh em thấy sao về chiếc máy ảnh này? Anh em có thấy nó đẹp hay không? Hãy cùng chia sẻ với mình ở phần bình luận phía bên dưới nha. Ok, cảm ơn và xin chào anh em.